It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Christmas Eve là ngày 24 tháng 12. Món quà mà các bạn nhỏ được nhận vào ngày này hầu hết là đến từ cha mẹ. Bởi vì trong tư tưởng của các bé, phần quà còn lại được nhận vào đêm Giáng sinh khi mọi người đã ngủ ngon sẽ luôn đến từ ông già Noel. Đó là một phần ký ức tuổi thơ ngọt ngào mà những bậc làm cha mẹ muốn tạo ra cho con mình. Đồng thời cũng là động lực giúp các bé luôn ngoan để được trong danh sách tặng quà của ông già Noel mỗi năm. Bây giờ chúng mình cùng chuẩn bị cho Donut một hộp quà nhỏ trước đêm Giáng sinh để Donut có một ngày thật vui trong khi chờ đợi ông già Noel nha. Đầu tiên, mẹ Hằng sẽ chuẩn bị một cái hộp giấy xinh xinh, sau đó lót giấy tissue vào bên trong. Món đầu tiên mình bỏ vào trong hộp là một thanh kẹo sô-cô-la Hershey hình candy cane. Tiếp theo là một đĩa phim Peppa Pig gồm 10 tập ở trong đó, Donut tha hồ xem. Vì là Noel mà, nên ba mẹ Donut chọn mua phim chủ đề mùa đông, chắc chắn Donut sẽ rất thích đĩa phim này. Tiếp theo là một gói bột để pha hot chocolate, Donut vừa có thể nhâm nhi vừa xem phim. Tiếp theo là một bộ đồ mặc ở nhà có họa tiết Noel thật thoải mái và ấm áp. Xem phim thì phải có popcorn lai rai cho vui miệng được phải không các bạn? Mẹ Hằng sẽ chuẩn bị cho Donut một túi popcorn thật ngon, đúng loại Donut thích luôn. Thật ra thì loại donut thích nhiều lắm nên mẹ Hằng mua những hai loại luôn nè các bạn. Cả hai loại này đều rất ngon, nếu có dịp thì các bạn hãy mua ăn thử nhé. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị yến mạch cùng với một ít cốm màu. Đây là thức ăn cho các chú tuần lộc. Vào ngày Noel, Donut mang ra vườn rải. Khi các chú tuần lộc chở ông già Noel từ trên cao sẽ thấy thức ăn lấp lánh và hạ xuống đúng vào nhà Donut. Cuối cùng là một cái thiệp Noel có kèm sticker, bên trong có hai cái, một cái là hình gingerbread man, còn một cái là hình cây thông để Donut trang trí. Và sau khi trang trí xong thì Donut có thể tặng lại cho ba mẹ mỗi người một cái. Donut chắc chắn sẽ rất vui khi được làm quà tặng ba mẹ. Đây thật sự là một món quà rất ý nghĩa cho tất cả mọi người.
Hộp quà này thì đúng vào ngày Giáng sinh Donut mới được mở. Nếu mọi người muốn xem phản ứng của Donut khi mở quà thì hãy theo dõi ở channel của Donut nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể áp dụng ý tưởng này để làm một hộp quà theo phong cách người lớn để tặng người yêu hay bạn thân, hay dành tặng cho chính bản thân các bạn cũng rất là ý nghĩa. Hãy làm một hộp quà bao gồm những thứ mà các bạn thích, sau đó dành tặng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi, tận hưởng những món quà trong đó. Đây chắc chắn là một món quà mà không ai có thể mang lại cho các bạn ngoài các bạn. Bởi vì sao? Vì chính các bạn là người yêu và hiểu bản thân các bạn nhất, đúng không? Tiếp theo là một vài gợi ý cũng như cách gói quà Giáng sinh của mình. Đây là set gồm 6 lọ nước hoa mini, đủ các mùi hương từ nhẹ nhàng đến sang trọng, phù hợp cho mọi hoàn cảnh và đặc biệt là khi bạn không biết nên mua mùi nào. Chẳng may nếu như mua không đúng mùi người nhận thích thì cũng khó xử cho cả hai đúng không? Set 6 lọ mini như thế này, người nhận vừa có thể thử thêm mùi nước hoa mới, vừa có thể sưu tầm những cái lọ mini để trưng trong góc làm đẹp nữa. Cũng là một gợi ý hay đúng không các bạn? Gợi ý tiếp theo là một món không thể thiếu trong góc làm đẹp của chị em phụ nữ chúng ta. Chắc chắn cô gái nào cũng cần có một cái khay để sắp xếp đồ trang điểm cho gọn gàng đúng không nè? Cuối cùng là gợi ý quà tặng cho những cô nàng mê làm bánh. Món quà này vô cùng đơn giản nhưng chắc chắn rất ý nghĩa với người được nhận. Các bạn chỉ cần tìm một công thức làm bánh cookie, hoặc ví dụ như ở đây mình dùng một công thức làm bánh brownie. Chuẩn bị một cái lọ và đổ những nguyên liệu khô cần có thành từng lớp như trong video. Lớp đầu tiên là 1/4 cup chocolate chips, lớp thứ hai là một ít marshmallow mini, lớp thứ ba, 4 là nửa cup đường nâu và nửa cup đường trắng. Lớp thứ 5 là 1/3 cup bột cacao nguyên chất. Lớp cuối cùng là hỗn hợp của nửa cup bột mì trộn với 1/4 muỗng cà phê bột nở và một nhúm muối. Khi bạn của bạn nhận được món quà này, chỉ cần cho thêm bơ, trứng và một ít vanilla, rồi trộn đều rồi đem nướng, thế là xong. Với cái lọ đã xinh sẵn như thế này rồi thì chỉ cần trang trí một chút và thắt thêm một cái nơ là đã sẵn sàng để mang đi tặng. Vậy là chúng mình đã hoàn thành món quà cuối cùng này rồi. Thật ra cũng không hẳn là cuối cùng vì mình có một bất ngờ nhỏ cho các bạn đây. Giáng sinh mà, ai cũng muốn được nhận quà đúng không?
Món quà nhỏ mình muốn dành tặng cho các bạn đó là một set gồm 4 thỏi son mini màu nude thuộc dòng Nutcracker dành cho Noel này của MAC. Các bạn hãy mở phần description box ra để xem thể lệ tham gia giveaway này nhé. Chúc các bạn may mắn. Hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Merry Christmas! Tell me.